Lê Văn Thịnh, nỗi oan hóa hổ. Nghe tin triều đình lần đầu tiên mở khoa thi Minh Kinh Bác Học, Lê Văn Thịnh hăm hở nộp đơn ứng thí. Qua 3 vòng thi, Thịnh cùng hơn 10 người nữa được đỗ. Là người đỗ đầu, ông được xem là trạng nguyên khai khoa. Hôm triều đình tổ chức lễ đón các tân khoa, Lê Văn Thịnh đã lọt vào mắt xanh của vị vua trẻ. Lý Nhân Tông bấy giờ mới 9 tuổi, nhưng chính vua là người đề xuất cho mở khoa thi để tìm thầy cho mình. Vua hỏi chuyện mọi người, đến Lê Văn Thịnh thì rất hài lòng, phong luôn cho làm quan thị đồng, có nhiệm vụ hầu học cho vua. Hai thầy trò xem ra rất tương đắc. Trong mắt vua, thầy Lê, vua vẫn quen gọi quan thị độc như thế, là một bể tri thức. Nhờ thầy mà vua biết được thế nào là đạo quân thần, là dân vi quý. Nhờ thầy mà vua hiểu được cách tổ chức triều đình sao cho quy củ, ban các phẩm hàm, quan tước sao cho công bằng. Rồi cả những việc thiết yếu như làm ruộng, đắp đê, tổ chức học hành, thi cử, cho đến các nghề thủ công, buôn bán, vân vân. Thầy trò đang ăn ý thì có tin cấp báo, nhà Tống lăm le xâm lược nước ta. Thấy Lê Văn Thịnh hiểu sâu binh pháp, Thái sư Lý Đạo Thành xin vua cho ông làm thị lang bộ binh, giúp vào việc chống giặc. Thị lang Lê Văn Thịnh được cử làm quân sư dưới trướng của Thái úy Lý Thường Kiệt. Đầu năm 1077, khi quân Tống bị ta đánh cho thất điên bát đảo ở chiến tuyến sông Như Nguyệt, chính ông đã khuyên chủ tướng chủ động giảng hòa để chúng rút về nước. Giặc rút về rồi nhưng vẫn chiếm giữ mấy châu ở biên giới, coi như chiến lợi phẩm để đỡ bẽ mặt. Trong lúc triều đình còn chưa quyết, có người đòi đánh tới luôn thì Lê Văn Thịnh bán không nên. Ông cho rằng cứ để cho mọi sự nguôi ngoai, đến lúc thích hợp, ông sẽ nhận trách nhiệm thu hồi đất của tổ tông. Và Lê Văn Thịnh đã giữ được lời hứa của mình. 7 năm sau, mùa hạ năm Giáp Tý, 1084, ông cầm đầu một đoàn sứ bộ đi thương lượng với nhà Tống. Trước những lập luận sắc sảo, lý lẽ đâu ra đấy của sứ ta, nhà Tống phải đồng ý trả lại cho Đại Việt toàn bộ các phần đất mà họ đã chiếm giữ trái phép. Với tài năng và công lao đóng góp, năm 1085, Lê Văn Thịnh được phong Thái sư khi ông mới 35 tuổi. Đó cũng là thời điểm vua Lý Nhân Tông chính thức tiếp nhận ngôi báu. Ở tuổi 19, với đầu óc đầy ắp những ý tưởng mới mẻ, nhà vua háo hức thực hiện các hoài bão của mình. Ông giao cho vị Thái sư triển khai hàng loạt cải cách từ trung ương đến địa phương, từ triều đình đến giới tăng lữ. Những cải cách ấy đã đụng chạm đến quyền lợi của không ít người. Và điều phải đến đã đến. Một lần, Lê Văn Thịnh theo vua ra hồ Dâm Đàn. Tên gọi cũ của hồ Tây có nghĩa là hồ Mù Sương. Lên một chiếc thuyền xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, rồi có những tiếng hô hoán, hổ hộ, hổ hộ. Tức thì có một tấm lưới quăng ra, chùm lên con hổ. Hóa ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Ông bị vu cho là hóa hổ để hại vua. Tội quá to. Nhưng nghĩ Thịnh là đại thần có nhiều huân công, vua không nỡ giết, chỉ đẩy đi xa. Đó là những gì đã được ghi trong chính sử, dù có vô lý thế nào. Tuy nhiên, cùng với thời gian, vụ án Lê Văn Thịnh hóa hổ hại vua cũng đã được minh xét. Tất cả chỉ vì ông đã dám động đến quyền lợi của một nhóm người hay nhóm lợi ích, theo cách gọi ngày nay.